Xin chào các bạn nha, xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại kênh của mình. Cả nhà ơi, hôm nay là ngày mùng 10 Tết nhá cả nhà nhá. Em đi khai xuân một tí mọi người ạ, lên nương khai xuân một tí. Trong thời gian Tết thì uống rượu suốt mọi người ạ, mệt quá. Thế hôm nay thì mới được lên nương, gọi là đi khai xuân một tí thôi mọi người. Đó, đi tỉa cành cà phê, những cái cây cà phê nào, những cái cành nào bị đấy gần chết rồi, gần nó gần không có ra hoa, không có ra quả ấy, mình sẽ chặt đi gọn gàng sạch sẽ đi để sang năm thu thu quả nữa mọi người nhá. Đó, một mình em thôi. Xin mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi hết video của em để ủng hộ em nhiều hơn là bằng cách đăng ký kênh nhé mọi người nhá. Từ hôm nay từ trở đi là em cũng bắt đầu gửi hàng được rồi đấy ạ, khai xuân rồi đấy mọi người. Mọi người đặt những sản phẩm nào thì có thể ủng hộ em nhé mọi người nhá. Đó. Ôi, khá là mệt cả nhà ơi, mệt rượu. Thôi thì hôm nay đi một tí, gọi là khai xuân một tí thôi, rồi dần dần làm tiếp. Mấy hôm nữa lại bắt đầu cấy nữa mọi người ạ, cấy ruộng. Đây, cây mận, cây đào chuẩn bị ra quả hết rồi đây. Mấy hôm nữa lại ăn mận, mận hậu, mận cam hoa thì tuyệt vời. Đây, cây mận tam hoa đây cả nhà ơi, bắt đầu ra quả đây. Mận tam hoa thì năm nào cũng ra quả rất là nhiều. Hoa mận đẹp thế. Đây, bà đang đi cuốc ruộng, mấy hôm nữa lại cấy nha mọi người nhá. Rau bợ à bà? Rau bợ để về chấm nọng nước mắm chua mọi người ạ. Ô, tí em phải đi hái thôi. Đi hái cùng bà về chấm nước mắm chua ăn.
xuống đây. Nhưng mà có xuống được không? Tí lông này em. Ui, ruộng này sâu lắm, không biết có xuống được không? Không xuống được à? Yeah, xem bà ướt hết kìa. Chết thôi, ruộng kia không xuống được đâu. Đấy, phải bỏ ủng ra. Chịu thôi. Sâu bợ rồi ạ. Đây này, mình nhặt lấy cái không phải lá đâu nhá, dây của nó ấy mọi người. Dây của nó này về chấm nước mắm chua ăn rất là ngon nhá. Dây rau bợ. con nọc nọc nhiều lắm mọi người ạ. Đây này. Đấy, ruộng như thế cơ mà. Ruộng này máy cày không vào được đâu nhỉ. Sâu lắm mọi người ạ. Rồi, cho em không xuống được đâu. Đây bà hái cho được một nắm rồi này. Tí về chấm nước măng chua ăn. Ôi, sợ quá. Sáng hôm nay bướm hình bà nộ. Cái lín mà nhổn sao hết. Đây em sẽ chặt những cái cành như thế này thôi. Những cái cành nó chết cành như thế này này mọi người này. Còn những cái cành có lá như thế này mình sẽ để lại. Còn chặt hết thì sẽ lại sang năm sẽ lại mất mùa. Tại vì là cả năm chỉ rong chờ vào các mũi nương cà phê nhá mọi người nhá. Không thể chặt hết được đó. Mình sẽ tạt chặt bớt tỉa cành đi thôi. Một mình em cũng rất là vất vả nhé, các con thì đi học rồi mẹ, rất là cố gắng rồi, cố gắng nuôi hai con ăn học. Chuyện gia đình rồi là các thứ việc trong nhà là cũng rất là vất vả rồi, nên là cô chú anh chị lại yêu quý em thì hãy vào xem kênh và đăng ký ủng hộ em. Còn cô chú anh chị nào cảm thấy không thích em, không yêu quý em thì có thể lướt qua like của em nhé, lướt qua kênh của em, nên là không vào bình luận lung tung rồi ạ. Em thấy một số comment cứ vào như là cố tình vào bình luận thôi để chọc tức nhau thôi hay sao ấy đó. Nhưng mà dù sao thì em cũng rất là cảm ơn mọi người. Tại vì mọi người vào chửi, vào bình luận không hay thì cũng vào xem kênh của em rồi ấy. Nên là thôi thì dù sao cũng cảm ơn mọi người rất nhiều. Đó. Mệt quá cả nhà. Hình như ở trên bọn em là không có mùa đông ấy. Năm nay ít lạnh mọi người ạ. Đây toàn nắng nóng. Hôm nay nắng rất là nóng luôn. Cả gạo ôi, đi về thôi các nhà nhá, mỗi ngày làm một ít thôi mệt lắm, phải làm cơm ăn.
được một chuyến củi nhé mọi người nhá. Về thôi. Đây, hôm nay hai mẹ con sẽ ăn món chay nhé mọi người nhé. Tết ăn thịt nhiều quá ngán lắm rồi. Luộc rau. Luộc rau, luộc măng ăn thôi mọi người ạ. Đây măng luộc nhé mọi người nhé, măng đắng. Từ giờ đến tháng 5, tháng 6 là bắt đầu có măng đắng. Tha hồ ăn măng đắng mọi người ạ. Mùa măng đắng đến rồi. Chào cả nhà. Ừ. Lửa vào cho mẹ đi, cầm máy cho mẹ. Đây em sẽ làm nước măng chua để chấm rau bợ nhé mọi người nhé. Đây rau bợ nhà em đây, rau bợ em đi hái hôm nay đây mọi người. Đây, rất là ngon. Lọ nước măng chua nhà em đây nhé mọi người nhá. Đây là lọ 1 lít này. Đó, gia vị làm nước măng chua thì cũng đơn giản thôi mọi người ạ. Ớt này, ớt tươi nhé mọi người nhá. Cho ớt tươi là nó sẽ ngon hơn. Ớt này, tỏi nhá, tỏi ta đây. Rau mùi. Đó, mình sẽ thái trộn vào nhau. Muối mì chính vào. Mì chính này, muối này. Đó, nước măng chua vào nhé mọi người nhé. Cách pha nước măng chua đơn giản vậy thôi nhé. Đó, mình sẽ cho vừa đủ thôi. Đó, từng này là sẽ rất là chua rồi nhé mọi người nhé. Rất là chua rồi nên là mình sẽ phải pha thêm nước lọc vào cho đỡ chua nhé. Đó, pha thêm nước lọc thế này này. Đó. Mình sẽ pha thêm nước lọc. Xong mình sẽ ăn thử. Cảm giác nó vừa ăn là được, không cần chua quá đâu cả nhà. Thế là chấm thôi. Tuyệt vời. Xong hết rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm cùng hai mẹ con em nhá. Đó, chị Diệp đi trường rồi, có hai mẹ con thôi. Đây toàn món rau không mọi người ạ. Măng này, chấm chẩm chéo này. Rau luộc. Món rau bợ. Chấm nước măng chua nhá mọi người nhá. Đó, và một ít thịt khô. Thế thôi cả nhà. Nào mời cả nhà ăn cơm đi nào. Giúp cơm cho mẹ đi. Ít thôi, hiểu. Chơi món này trước cả nhà ơi, rau bợ. Ẹo. Cái gì đây? Quá ngon. Tết uống rượu nhiều quá, giải rượu một tí cả nhà.
trên bọn em là không phải nát rượu đâu, mà là không uống thì bảo là không nhiệt tình, không vui đó, nên là uống rượu hơi nhiều. Nước mực chua đây cả nhà nhé, nước mực chua đây, mời cả nhà nhé. Măng đắng thì mình sẽ gắm lá chát mọi người nhé, lá phát ban. Còn nó không đắng thế này không cần ghém đâu, mình thích ghém thì ghém, không thôi còn lúc nó đắng thì mình phải ghém cái này. Ghém lá phát ban chấm làm chéo này. Thế chị thèm lắm đấy nhỉ.
Rồi ăn đi, ngon lắm. Măng chưa đắng lắm mọi người ạ, măng đầu mùa chưa đắng. Ôi, cái quặng. Em xin tắt máy tại đây nha mọi người nhé. Cô chú anh chị nào yêu quý ba mẹ con em thì hãy vào kênh ủng hộ em bằng cách đăng ký kênh, like, chia sẻ và đặt hàng nhé mọi người nhá. Em bắt đầu gửi hàng rồi nhá. Là mong mọi người cô chú anh chị trong ngoài nước đang xem kênh của em ủng hộ em nhiều hơn. Em cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều. Bây giờ em xin chào cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Chào cả nhà nhé.